有电就来偷拍，找电去偷拍。ជំរាបសួរលោកគ្រូនិងសិស្សស្រីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំលីណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបង្កើត repository នៅក្នុង GitHub អញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលមកកាន់ profile របស់យើងមកហើយយើងចូលមកកាន់ repository តមកយើងចូល newក្នុងនេះវានឹងបង្ហាញផ្ទាំងមួយដែលមាននៅក្នុងនេះយើងអាចបញ្ចូលជា repository name អាចជាឈ្មោះនៃ repository របស់យើងដែលចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាដាក់អីនេះ example អាចាdescription នឹងយើងអាចនិយាយតកតងនឹងថា project របស់យើងនឹងធ្វើពីអីគេអញ្ចឹងយើងអាច analyze នៅលើនឹងបានហើយយើងអត់បើយើងចង់ add readme file យើងអាច add នឹងខ្លួននេះបានយើង tick yes អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងចុច create មកយើងនឹងបាន repository aga2 នេះមួយចង់ឆើអាចមាន project ដើម្បីអូខេយើងមកនិយាយជាមួយទៅបាទហើយ share ជាយើងតាមរបៀបអញ្ចឹងឥឡូវបកកាណាមួយដែលយើងទៅហើយធ្វើការមកពីអញ្ចឹងខ្ញុំ invite យើង Yeah invite you to come អូខេចែក gives គេបបមកទៅស្នានៅក្នុងនេះវាបើយូរសាប់អូខេអូខេចាំទី
mình vai nhông cho nhung control alt cap lock pause pause okay ai to be remote mouse chứ remote đang VS code yes yeah chứ ai ba VS code mà okay trong cái nhung control cap lock nó plus này nhung chạy control cap lock control alt lock đây 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 cho mình project đây bác ca đang đến với tới bác ca trang nạp remote này tới bác ca có thể full đỡ được có khoảng lên xin xe nhân đời đây là những thứ ba bây giờ không quay máu giờ ta đã sẵn sàng để cho đi có điểm của hộ được chân đẹp khi như kho cả lại những remote và lại những SD dân châu là chân đi và bác sẽ chụp bạc lại chắc nhung ở nâng bậc cao phá muối dân anh tôi mời nơi cái lại này các bạn này. Thế cái miền biên không có nói gì vậy. Thế còn lâu nàng trên thì anh đã sử dụng anh copy vì gì ta. Thế còn lâu em muốn hẹn được một điểm. Nghĩ đến chiếc nhưng mà sẽ nhận tôi thấy. Sự rạp in in it's right. In it's right, game for century. Chân kia bác cá thay lên đứng không đấy. Anh cho được vâng phun đỡ 3 lần. Cho vâng phun đỡ 2 cặp trên cái mạng. Right. Ok. Anh cho vâng phun đỡ 2 cặp trên cái mạng. Ok. Anh cho vâng phun đỡ 2 cặp trên cái mạng. Ok. Chân dưng cho vâng phun đỡ 2 cặp trên cái mạng. Ok. Chân vâng phun đỡ 2 cặp trên cái mạng. Ok. Chân nhưng anh con vẫn đang ngon đấy mà nhưng anh muốn được cái gì được nhưng chưa nghe tin gì là thông tin và chuyện của anh bậc cao pha rượu mình ok trên thời gian liên liên pha hai giờ admin admin thích anh ok Yeah, I think we
with status. No commit. No commit there. Chứ nhưng absent. With at. Okay. In any person gặp ở đây. Xong rồi at index. At index thì sẽ ok. Report you. Yes. Okay. Đó tiết. Thì đây dùng nó của mình cũng được. Okay. Dùng commit. Dùng commit. Dùng ai add message nó không được bán. Okay. Dùng add message với đặt âm message. Thì bên đây theo cái đặt âm mà. Rồi bên đặt đặt dù đặt e cho cơ. Okay. Bên đặt đặt. Ở đây. Chắc nhìn đặt thăm first. Yeah, first. Okay, one final thing. The way it's create model, create all of it. Có cái chuyện mới dành của này, nông cảm Git này. Git, có Git, có dành mẹ của này. Không mệt lắm. Để confirm thay dừng. Dừng add in đạch phá năng châu tới hay anh. Ok. Phá hai thay. Hãy file index.php 1.
chứ mà sân trong em cái nghi bằng hai tiết thật sự vậy và khi họ lấy cho thủ viên ở tết trong mùa lây hào và đưa có phun đờ tết trong chủ mùa xì e đưa có phun đờ tết trong chủ mùa nâng sorry java script thì em hình dung đây đưa có phun đờ hình mê chứ trong việc loại về tân tiết thì thật sự vậy chứ lỡ thì muốn bán không nên bán chứ tôi biết là mỗi cái nghi bằng hai tiết thật á từ mấy cho mấy hủy viên tư và to tiền thì ai bị mua lại là mình biết đấy. Anh chàng hỏi nát con, với ca bị mua, bị mua từ một ấy, có thể thắp lòng tao một hai tiền thì coi vào một hai tiền chăng? Có thể bị nát, sạc bỏ hơi chỗ thì hơi bị bạc mình. Thì ở đầm bơi, hoặc là nít, hai tá, cứ chụp chì, anh chụp cảm biến bị mạng. Sau tôi nói, các bạn có thể sẽ đấy. Ok, CS. Nó nói một cái bạn tôi nói, style of đấy nhung ná, trong nhung nên bắt đầu pin ná để tôi chụp một nương cam cam branch, rồi có reason, mua thọ thà ở lứ ní, dân nhiên club đặt tay, dân miền ấy hái bàn tay, dân miền chụp branch mua tiền, cho nên trong đấy nhung anh biết để tôi một nương security bỏ
men tên thế mình thấy thay ở nơi đại club red alo cơ cứ còn miền set modify cái lưu brand nâng phun được bàn một tay ấy đại nhưng trong cứ như còn là các brand mới ra đọc develop hơn một chương trình trong nơi là ní ấy đại nhóm ai phối bán cứ nhóm ai go to view all brands alo những miền brand tầm mùi nâng tế hai những ai các new brand bàn trắng ô thao được nông ní nhưng còn được anh ấy nhóm số nâng nông web web basin trắng cái này nhưng click line create new brand nâng máu còn tại vì internet ok chẳng cái này cứ dương ấy xuống thì còn đặt bạc cái này new brand này cứ dương ad bạc brand nâng ba này chẳng nếu dương ba hai nâng nông web base cứ dương thôi nâng cái này đại sao internet dương dưới chẳng nhóm ad thôi nâng lên này nhóm xong move từ từ căn ni bao nhiêu vậy chẳng nó không ní bà sân chỉ dân mới đồng bay check mới thả cao dân viên brand mà nó không nên cứ dân pra kit branch chẳng kit brand được là ní cứ dân được khơi thay dân viên brand tầm mùi tế cứ brand brand man chẳng nó lại ní đồng bay ai bật ca brand ban đầu dân pra command cứ dân ai cứ say kit brand tập đá đas b b nên cứ là tập brand hay u thao thà chung brand chung gì chung kể cái này ní dùng bracket brand đặt bì nâng cứ việc bật cái brand hơi việc check out tất cả brand nâng tăng độ ok chấm cứ nhung đặt bì u thon nhung bật cái chung nhung chồng nè chấm nơi cái này ní cứ việc prap tha unknown sorry chấm việc việc help mà cái này ní chấm cái này ní cứ việc việc miền comment tha kit sorry let me run it again cls kit branch ni chăng ni chi error đai យើង អាច មើល ឃើញ ថា តើ មាន ធឹង អី កើត ឡើង អា នេះ អត់ តន់ ដែរ អញ្ចឹង បើ សិន យើង ធ្វើខុស គឺ យើង មាន បញ្ហា អញ្ចឹង អញ្ចឹង នៅ ខ្លាញ់ នេះ គឺ unknown d dusty នឹង អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា vì ở ai thử bàn đấy chẳng bàn vì phải theo usage the option để cái làm những merge miễn ấy chẳng tới chẳng sorry about that nhưng nhóm pra mà vị trí tiếp cứ nhóm pra kit check out hay nhưng dash b mấy nhóm chờ lòng một lần rồi nhóm check để chẳng cái này nhóm pra kit check out dash b nó cứ mấy nhóm pra kit check out thực tế hay đặt chỗ brand cứ dương tân brand nước này thập brand nước exist hay rồi chúng ta bởi sân dương đặt bí miền đây thà bởi sân chỉ ập con miền tế cư viên được bật cá hoặc check out từ một chớ nhóm đại chúng ta thành nát chớ cái này ní cư mềm là lần ní nơi khăn khó ní chúng ta đập bê đại nhóm pra kích check out đặt bí chúng nhóm hai vì prap thà switch to a new brand nạt hai cái này ní cư change to nạt chớ phần nâng phần tay bởi sân chỉ nhóm pra kit status đón tiết trên khởi tha on brand net nothing to commit working three cứ clean chấm cái này cứ clean là toàn miền ấy thế chấm cái này dương bậc cao brand phần nắng bản thân chỉ dương tầm mưa nơi không ní bảo dương cứ ở toàn miền ấy cài pro thì công chỉ một đường brand bảo dương cứ nơi tầm mùi tầm đại chấm đôi muốn bản thân chỉ nhóm pra kit sorry kit push cứ viên nâng prep nơi là kiểu bộ ấy đời xa tại dân bà cát là lâu khó tại dân ta can set up stream ta can remote đối kỳ chấm nơi cái này cứ dân thơ remote viết đấy đói con này copy command nâng máu cứ set up stream sorry set up stream origin thái chmua branch bao nhiêu đời dân trong set up stream nâng tầng chấm kit push set up stream phần nâng cứ new branch nâng cứ ban synchronize tới căn cloud bao nhiêu ngày sau. Chẳng nơi khung này bản thân thì dùng refresh đón tiệt. Dùng bắt chỉ khởi thả branch bao nhiêu cứ miễn pin cứ miễn main hai nâng nạp nơi cái là nhóm chẳng cái là nít chi ấy mỗi đại ưu thọ thay dùng chi project nature dùng chi project clip dùng chi clip project main branch nâng cứ on admin thì đang đi bắt ba này cứ developer on push directly cho một căn main nâng bàn này cứ có nhiên branch riêng luôn hay có develop nâng branch mà còn ok chấm ní tệ tôn cho môi nâng được biết đến các bậc cao branch
មានតំណែងអាយស្ទីលលើនឹងបានស្គីបដែរទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង branch ឥឡូវគឺយើងនៅលើ branch ណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងនោះយើងមាន branch អីគេខ្លះគឺដូចមុនអញ្ចឹងគឺយើងអាច check មើលបានគេ branch គឺយើងឃើញថាឡើយមាន2ហើយយើងនៅក្នុង branch មួយនេះអញ្ចឹងនៅក្នុង branch នេះយើងអត់តន់មានបានធ្វើអីទេអញ្ចឹងគឺថតថានៅក្នុងនេះខ្ញុំធ្វើដូចមុនខ្ញុំចូលទៅក្នុងអូខេខ្ញុំចូលទៅក្នុង index.php នេះខ្ញុំថែម page មួយទៀតគឺ p ហើយខ្ញុំ generate page generate page just ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំ save អញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំ check មើលម្ដងទៀតនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថារបស់យើងគឺយើងមានអីដែលយើង modify ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងដូចមុនគឺខ្ញុំអាចប្រើខ្ញុំប្រាប់ហៅកាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើការ add ព្រោះអីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំធ្វើការ add ចូល state ដើម្បី commit ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ git commit -a ហើយបន្តមកទៀតប៉ានេះបើសិនជាខ្ញុំអត់ប្រើអីទេខ្ញុំអត់បាន -sm អញ្ចឹងវានឹងនាំយើងចូលមកកាន់កន្លែងមួយទៀតគឺឲ្យយើងទៅសេ commit នេះអញ្ចឹងពេលខ្លះបើសិនជាយើងភ្លេចដាក់ -sm វាលោតចូលមកនេះយើងអត់ដឹងថាអីគេអញ្ចឹងអានេះគឺវាធ្វើការ command ធ្វើការ message អញ្ចឹងពោលថាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ថា add ហើយខ្ញុំប្រាប់ថា add a paragraph to index.php អញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំ just control s ប៉ណ្ណឹងហើយខ្ញុំអាចបិទបានខ្ញុំអាចឈិតកន្លែងនេះបានគេ accept commit ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ accept commit ហ្នឹងបើសិនជាយើងចូលទៅមើលក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាដូចអីដែលយើងធ្វើកាលមុនគាត់ថាយើងផ្លិចអសអឹងនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្លិចដាស់អឹងនឹងគឺវាចូលទៅកន្លែងនេះនេះជាអីដែលយើងអាច handle បានអញ្ចឹងកន្លែងនេះបើសិនជាខ្ញុំ check status វាម្ដងទៀតគឺយើង ready to push ហើយ so អញ្ចឹងនៅពេលដែល ready to push គឺយើងអាចប្រើ git push នឹងបានអញ្ចឹងនេះប៉ានេះគឺយើងបាន push ចូលទៅកាន់ main នឹងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះនៅក្នុង index របស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងឃើញមកប៉ុណ្ណឹងគាត់ថាខ្ញុំ push ភ្លាម developer នៅក្នុង main branch នេះនឹងឃើញភ្លាម nat has reason push 3 second ago អញ្ចឹងយើងឃើញ compare and pull request ឡើងមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាអីដែលខ្ញុំបាន push មកគឺនៅក្នុងនេះគឺអត់ទាន់មាន update ទេនៅក្នុង main នេះនៅក្នុងនេះគឺ sorryយ៉ាអត់តមាន update ទេគឺយើងមានតែ8.1 មួយទេប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុង branch របស់យើងនេះគឺមានអានេះមួយទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាតើរវាង branch ពីរហ្នឹងខុសគ្នាមិនខ្លះយើងអាចមើលបានទៀតនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងអាច click កន្លែងនេះនៅពេលដែលមានពីណាគេ push មកយើងអាច compare ថាតើរវាង developer branch ហើយនឹង main branch របស់យើងហ្នឹងគេមាន update អីគេខ្លះអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង compare នេះយើងឃើញ message ដែលខ្ញុំនិយាយនឹងគឺ add a paragraph អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹង description អត់មានទេប៉ុន្តែយើងអាចមើលកន្លែងនេះបាននេះជាអីដែលគេអាចបន្ថែមពីរបស់យើងមានពីមុនគឺគេ add មកឡើងនេះគឺ Lorenz paragraph គឺយើងមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនេះគឺឧទាហរណ៍ថានេះគឺយើងអាចមើលឃើញប៉ុន្តែគេអត់ទាន់បានcreate pull request អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់មើលក៏បានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដើរតួជា developer ខ្ញុំជាអ្នក developer ពេលខ្លះproject lead គឺអត់បានមកមើល code របស់យើងទេនោះណាតែcreate pull request អញ្ចឹងនៅក្នុង user nat នេះនៅកន្លែងនេះគឺlet's say ខ្ញុំ nat ខ្ញុំចូលនៅក្នុង github របស់ខ្ញុំចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំមាន message ខ្ញុំអាចadd បន្ថែមឡើង please check my update អញ្ចឹងទៅនេះគឺតាក់ទងមក description បន្ថែមទៅលើ title របស់យើងដែល comment របស់យើងអាចសើបានឆ្នាំនៅក្នុងហ្នឹងហើយនៅក្នុងនេះយើងមានអានឹងហើយយើងអាច create pull request ឡើងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុង create pull request នេះយើងអាចមាន2 option គឺមាន create pull request ហើយនិង create drop pull request just drop ប៉ុន្តែឥឡូវ let's say ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ assign ទៅពីណានៅកន្លែងនេះយើងបើសិនជា project maintain គេមាន reviewer
ថាកូដត្រូវមាន reviewer មានអីត្រូវ accept approve នឹងអត់មុននឹង pull អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអត់ assign យើងអាច assign ខ្លួនឯងបានមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចយើងជា project lead ឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំជា developer គឺខ្ញុំ assign ទៅកាន់ project lead គាត់ឬក៏ reviewer ឲ្យជួយ review កូដថាមាន feedback អីគេខ្លះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចយើងមាន label បើសិនជាយើងមាន label ឬក៏មាន milestone អីអានឹងតើតើមួយ project ខ្ញុំធំមួយតែប៉ុណ្ណឹង let's say យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងអាច create pull request ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល create pull request គឺយើងនឹងចាប់ផ្ដើមឃើញមកអញ្ចឹងគឺយើងឃើញមាន pull request មួយអញ្ចឹង project lead នៅពេលដែលគាត់ email របស់គាត់នឹង load ចូលហើយ load ចូលមាននៅកន្លែងហ្នឹងនេះជាអីដែលខ្ញុំនិយាយកាលមុនគឺ branch man ហ្នឹងគឺអត់ទាន់បាន protect ទេអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិ push fast push ចូលមកអញ្ចឹងប៉ានេះយើងមានប៉ុណ្ណឹងយើងអាចចូល let's say ខ្ញុំមកជា project lead វិញខ្ញុំ switch មកវិញខ្ញុំមកមើលឃើញអូមាន pull request មួយអញ្ចឹងយើងឃើញមានកន្លែងនេះគឺ add a paragraph to index អញ្ចឹងយើងអាចចូលមើលបានថាតើយើង accept អត់អញ្ចឹងយើងចូលមើលគេថាអូ request ថ្មី update តើតើមួយនៅនឹងអញ្ចឹងយើងចូលមើលមកក្នុងនឹងមកយើងចង់ដឹងថាមាន make change អីគេខ្លះគឺយើងចូលទៅមើលកន្លែង file change អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺមាន pull request ហ្នឹងគឺតាមក commit ទេគឺ add paragraph to index.php ហើយបើសិនជាយើងមើល change យើងឃើញថា change នេះគឺគេ change នៅកន្លែងនេះនៅកន្លែង change នេះគឺយើងអាចតកតងជាមួយនឹង view ហ្នឹងគឺយើងអាច change view បាននៃអត់ឃើញមានកន្លែង change វា new ហើយនឹងអាចចាស់អូណូវីយូហ្វោតសូខមមិនសអេឌីតហ្វោតអូណូអឺអូខេអញ្ចឹងអឺវាខុសពីអឺមានបាក់កាត់តិចអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងឃើញថាយើងមានឆេងនៅកន្លែងនេះដែលគេអឺ make change អញ្ចឹងនេះគឺជា file ចាស់របស់យើងហើយកន្លែងនេះគឺជាអីដែលគេបានឆេងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងអឺយើងគិតថាអូខេអឺយើងអាច accept បានយើងអត់មានបើសិនជាយើងមាន comment អីយើងអាច add comment នៅក្នុង code នឹងបានដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ពេញចិត្តកន្លែងនេះ and then ខ្ញុំអាច add comment នៅកន្លែងនេះថាហេតុអីបានយើងធ្វើ add ក៏ត្រូវ improve អីគឺ inline of code នឹងមក line កន្លែងណាយើងចង់ improve កន្លែងណាគឺយើងអាចមានជា chat ជា conversation នៅក្នុងនឹងមកនៅក្នុង code របស់យើងនឹងមកប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញថា commit មានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតកតងជាមួយនៅអានឹងគឺខ្ញុំអាច merge បាន merge pull request នឹងហើយ merge នឹងយើងចង់merge មកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះយើងមានជា first merge យើងមានអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយក by default គឺខ្ញុំ just merge pull requestនៅពេលដែលខ្ញុំ merge វានឹងស៊ូមដល់ទៀតគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ confirm merge ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងគឺវានឹង merge ចូលទៅក្នុង main របស់យើងហើយជាការស្រេចអញ្ចឹងនេះជា flow ដែលគេធ្វើការទាក់ទងមួយ meet ទាក់ទងជាមួយនឹង git អញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងបន្តទៅយើង merge ហើយគឺយើងឃើញនៅកន្លែងនេះ merge a pull request អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលទៅកាន់ index របស់ main គឺយើងឃើញថាអីដែលយើង merge គឺយើង merge បានហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើង merge នៅលើbrowser នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចូលទៅកាន់ខាងនេះវិញនៅពេលដែលយើងមើលអញ្ចឹង normally នៅពេលដែលជា developer មុននឹង edit អីគេត្រូវ check status ថាតើមាន update អីអត់នៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង branch នេះអត់ update ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹង change ប្រើ git check out ទៅកាន់ main វិញអញ្ចឹងឥឡូវយើង git មកកាន់main ភ្លាមបើសិនជាយើងប្រើ git status ភ្លាមយើងនឹងឃើញថា your brand is behind origin main by two commit អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង cloud របស់យើងនឹង developer ផ្សេងគេបាន update នៅក្នុងនឹងឯងអញ្ចឹងអីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវ pull របស់គេយកមកក្នុងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងនេះឥឡូវនៅក្នុងនេះអត់ទាន់មាន paragraph ឯងនៅក្នុង main ក្នុង local របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែប្រើ git pull អីដែលគេ update មកខ្ញុំ pull ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះ update ចេញមកភ្លាមកូដដែលគេបាន update មកពីខាងស្រីអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹង
អត់ដឹងខ្លាំង stop stop